Sơn chào các bạn. Sơn vừa làm xong cho một vị khách nữ nha các bạn, ở Long An ha. Đó các bạn ơi, quá là chất luôn. Vị khách nữ này đi chiếc Winner 150 từ Long An lên Sài Gòn làm ha. Một bộ đèn Hela đó các bạn. Rất là bộ led này đá số đô màu các bạn nha, với lại hai cái đèn xi nhan luôn, với lại đèn đuôi, với lại đèn gù, đèn đồng hồ, rồi một cái L4 lắp vị trí lỗ còi ha, với lại một cái bộ chống trộm Hyperion đó. Vị khách này lên nói chung thì làm toàn bộ bên Sơn, rồi một hồi mình sẽ quay với bạn xem đó, chân dung của một vị khách nữ nha, rất là dễ thương nha. Đó chủ nhân của một chiếc xe Windows 10 lần đầu tiên Sơn làm luôn ha, cho một vị khách nữ như thế này rất là chịu chơi ha. Thì bây giờ mình sẽ thử những cái tính năng của xe này mình mới vừa làm các bạn nha. Thì cái bộ led Audi này là chức năng là đá số đổi màu các bạn nha, hai xi nhan với lại đèn mắt quỷ của Bi ha. Rồi em ơi, nhấp số 1 đi em ơi, nhấp số 2 đi em, móc lại đó, từ từ các bạn, số quá cứng nữa. Đây là chế độ số 2 nè các bạn, số 2 nữa đó. Cái mắt quỷ ở trên nó sẽ đổi màu thành màu xanh lá, tại vì cái vị khách nữ này không muốn cùng màu với cái này nha các bạn. Đó, số 2 nè các bạn. Đó, số 3 đi em ơi, số 3 đi, móc lên nè. Đó, số 3 nè các bạn. Đó, số 3 là màu xanh xanh lá nha các bạn. Ở trên là mắt quỷ là màu xanh dương ha, ở dưới là màu xanh lá. Rồi nhấp số 4 đi em ơi. Đó, số 4 đang là màu đỏ. Số 4 là mắt quỷ màu đỏ, ở dưới là màu xanh dương nha các bạn. Led gù cái cũng sẽ đổi màu luôn các bạn nha. Rồi, em nhấp số 5 đi em. Số 5 là màu vàng các bạn nha, số 5 là màu vàng ha. Rồi, số 6 đi em ơi. Số 6 là màu vàng, ở dưới màu vàng, ở trên màu xanh dương. Ở trên màu xanh ngọc các bạn, xin lỗi nha. Rồi, mở nhanh giùm anh luôn em. Rồi, tính năng mở xi nhan nè các bạn. Đó, tính năng mở xi nhan ha. Đó, tính năng mở xi nhan. Đó, các bạn thấy ở bên đây luôn em ơi. Đó, đặt số lại luôn em, đặt số lại luôn. Đó, các bạn đặt số lại vẫn đổi màu cho các bạn nha. Rất là ngầu ha, bộ led thì rất là ngầu luôn, quá ngầu luôn. Đó, một vị khách nữ rất là chịu chơi. Đó, các bạn thấy không, đổi màu ở trên gương cầu Hela, với lại đổi màu cái led Audi. Đó, các bạn thấy không? Đó. Bộ chống trộm Hyperion các bạn. Vị khách nữ này giao xe từ lúc 1 giờ chiều cho đến đến bây giờ là 1 giờ đêm mình nha các bạn nha. Đó. Đó. Rất là chịu chơi ha. Đó, các bạn thấy không? Rồi mình sẽ quay trực tiếp cái đuôi xe cho các bạn xem. Quay trực tiếp cái đuôi. Nè, cái đồng hồ mình mới vừa làm xong các bạn. Đó. Bạn thấy không? Cái đồng hồ mình mới vừa làm xong nè. Rồi cái đuôi xe này là như thế này đó ha. Đó, cái đuôi này bên mình cũng cho ga rất là nhiều các bạn nha. Rồi nhấp số 1 đi em ơi. Số 1 đang là màu xanh dương nè các bạn. Đó, số 1 màu xanh dương thấy không? Nó sẽ đổi màu hai bên đây nè. Rồi số 2 đi em. Số 2 đang là màu đỏ nha các bạn. Số 2 màu đỏ nè, đó, số 2 màu đỏ nè. Số 2 màu đỏ. Rồi số 3 đi em ơi. Số 3 là màu xanh lá, số 3 màu xanh lá nha. Số 4. Số 4 đang là màu xanh dương ha. Số 5 em ơi. Số 5 là màu tím, số 6 em. Móc số 6 là màu vàng. Rồi mở nhanh giùm anh luôn em. Rồi đập thắng luôn. Đó, rất là ok, quá dữ luôn. Bây giờ là xi nhan nè các bạn. Đó. Đó, rất là nổi bật ha các bạn. Từ dưới Long An mà lên tới Sài Gòn làm mà ngồi đợi từ 1 giờ cho đến lúc bây giờ nha các bạn nha. Rất là ngầu luôn ha. Đó. Quá dữ luôn. Bây giờ Sơn 1 giờ nhưng mà khách vẫn còn đợi làm nha các bạn nha. 1 giờ tối. Đó. Vẫn còn đợi làm. 2-3 xe luôn ha. Chiếc Novo, chiếc Future FI, một chiếc Vision. Đó. Quá đẹp luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Em vaccine là 4 luôn em. Quên nữa, xin lỗi các bạn.
còn nữa nha, vaccine là 4 luôn, vaccine là 4, vaccine này à, con đá vaccine đó, rồi thấy không, vaccine quá dữ luôn, quá sáng. Rồi mình sẽ thử. Rồi bề máy lên nè đó, cảm ơn các bạn đã xem nha, quá sáng luôn.